Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn bài tiếp theo của Photoshop CC 2019. Đầu tiên, mình vào File, Open, mở bài mới. Rồi, bài tập viết trên Photoshop cơ bản. Đây. Đây là kết quả sau khi hoàn thành. Rồi, bây giờ mình sẽ mở những cái file mình chưa làm lên. File, Open. Đây. Biển, cây cầu, cây tươi, cây khô, sa mạc, có, open. Rồi, bây giờ các bạn thấy đây là bức ảnh final sau khi kết thúc. Đây là cây cầu trước khi mình làm, và cây cầu sau khi mình làm, một bên là biển, một bên sa mạc. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng hiệu ứng mặt nạ. Okay. Mình đã hướng dẫn các bạn bài hôm trước. Đầu tiên mình sẽ biến, đúng không, mình kích đưa hình ảnh qua bên đây, mình thu nhỏ lại, sau đó mình bấm phím Ctrl T để mình phóng lớn cái biến lên. Rồi tiếp theo mình sẽ kích vào đây tạo một cái mặt nạ, sau đó mình sẽ giữ phím Ctrl, nhớ các bạn nhớ kích vào mặt nạ nha, Ctrl bấm Delete để tô màu đen lên. Thì các bạn thấy mình tốn mất hai thao tác, một là kích vào mặt nạ, hai là phải tô màu background lên mặt nạ nữa. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhanh hơn như thế nào. Thì các bạn chỉ cần kích vô cái layer đó và giữ phím Alt phía bên tay trái, nhớ bên tay trái nha, sau đó kích vào mặt nạ thì nó sẽ ra một cái layer mặt nạ màu đen luôn. Rồi bây giờ mình sẽ dùng công cụ để chọn vùng chọn và tô cái màu trắng lên mặt nạ đó để nó không bị lẻn vào thành cầu cho giống bên đây. Thì làm sao? Thì các bạn sẽ dùng công cụ Boolean Lasso Tool. Thì tùy theo các bạn muốn dùng công cụ nào cũng được. Thì mình thì hay sử dụng công cụ đây. Rồi mình sẽ chọn, đúng không? Giữ Shift nha. Nếu bạn càng chọn nữa, đây công cụ ở đây là New này. Nếu bạn New thì nó sẽ mất phần cũ, phải giữ Shift. Có nghĩa nó add cộng thêm vùng chọn vô đó, giữ shift tiếp. Rồi cứ thế mình làm nhé. Rồi bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhanh, cũng sử dụng mặt nạ luôn, nhưng mà cách làm nhanh các bạn, các designer làm như thế sẽ đỡ tốn thời gian của mình hơn. Thì các bạn muốn làm nhanh thì các bạn phải luyện tập nhiều thì thao tác nó sẽ dễ dàng hơn. Rồi các bạn kích vô brush, đúng không, phóng lớn lên, nhớ tất nhiên cây nha, phóng lớn lên đáng một vuông, phóng lớn cái cỏ lên và chọn màu trắng, nhớ chọn opacity 100% nha, quét tô lên. Muốn nhanh hơn thì sao, các bạn tô màu phọt rau lên mặt nạ, giữ Alt Tab bấm Delete nó sẽ nhanh hơn đó, thấy chưa, Ctrl D là bao vòng chọn. Tiếp theo các bạn đưa sa mạc qua đây, kích đưa sa mạc qua bên đây và phóng lớn lên, Ctrl T phóng lớn lên, tương tự như vùng biển, tương tự như vùng biển. Các bạn giữ phím Alt kích vào mặt nạ và tiếp tục cũng dùng công cụ Boolean Lasso Tool để chọn. Mình chọn như thế này nó sẽ không bị lệm vào thành cầu nhé. Giữ shift nha, nhớ bắt lại nhớ giữ shift nha. Nhắc lại với các bạn là mặt nạ rất là quan trọng nha, sau này mình sử dụng rất là nhiều.
Cho nên các bạn hãy thường xuyên sử dụng mặt nạ nhé. Một bên là biển, một bên sa mạc. Bạn thấy rất thú vị đúng không nào? Chỉ có trong Photoshop mới làm được thế thôi. Thì Photoshop là chuyên xử lý các hình ảnh. Những hình ảnh nào mà các bạn thấy nó hơi độc đáo có nghĩa là đã qua xử lý Photoshop rồi. Rồi các bạn kích vào mặt nạ thì nó sẽ tô màu trắng lên thì nó sẽ hiện lên mặt nạ, thì hiện lên sa mạc. Rồi tiếp theo mình sẽ đưa cái cây tươi vô. Đây là đường view đúng không? Muốn tắt thì sao? Các bạn vô view show. Đây, view đây, control chấm phẩy, mất đi. Kích vô lại mô tool, đưa cái cây. Trước khi đưa qua đúng không? Thì các bạn sẽ dùng công cụ chọn vùng chọn đơn sắc magic control này. Đó, bạn kích giữ shift nha. Chọn. Rồi tiếp theo các bạn select invert lại, có nghĩa nghịch đảo vuông tròn, chỉ lấy cái cây thôi, kích vào lại mũi tool, kích đưa cây qua. Rồi control T thu nhỏ lại. Rồi tiếp theo các bạn cũng giữ phím Alt kích mặt nạ, bạn dùng brush đúng không, thu nhỏ lại, tô hiện cây lên đúng không, tô lại màu đen, mờ lên một bên đó. Làm sao nó không bị lẹm vào đây thì đơn giản các bạn chỉ dùng công cụ Blend Lasso Tool Tip, chọn vùng chọn đây, tô màu đen lên đó, có nghĩa nó che đi. Dùng tiếp công cụ Brush, chọn hardness 100% cho cái cỏ nó cứng lên. Xin lỗi, máy nó bị đứng. Rồi, mình sẽ cho nó rõ lên một tí. Đó, thấy chưa? Rồi, chuyển lại màu đen. Mờ đen một tí. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy cái cây khô qua. Cách nào mình chỉ lấy cây khô nha, mình dùng tiếp công cụ máy quan tool bỏ contiguous đi, có nghĩa mình nếu mình chọn contiguous đúng không thì nó không chọn vào trong, bỏ contiguous thì nó sẽ chọn vào trong đó, các bạn thấy chưa, giữ shift cứ như thế. Rồi vô select invert lại, chỉ lấy cái cây khô thôi, kích vô mưu tool đưa cái cây khô qua, đưa vào đây đúng không, control T không lớn lên, enter, đưa qua đây. Sau đó giữ phím Alt kích vào mặt nạ, dùng tiếp brush không lớn lên, dùng màu trắng để lấy cây khô lên đó. Sau khi mà lấy cây khô xong, đây là kết quả đúng không. Rồi bây giờ mình quay qua cái ảnh kết thúc, mình thấy cái bầu trời của hai bên nó hòa trộn với nhau, bạn thấy chưa? Thì làm sao? Bây giờ mình sẽ kích đây trên cùng đúng không? Mình sẽ giữ phím Ctrl Atlas Shift E, có nghĩa bốn phím nha. Ctrl Atlas Shift E nó sẽ merge tất cả các layer phía dưới lại thành một, nhưng mà những layer phía dưới vẫn còn. Đó là trường hợp đặc biệt, nó giống như cái lệnh layer này, merge layer này. Merge layer. Hiện tại khi mình merge xong nó đỡ chịu merge down. Đó, rồi, bây giờ làm sao để hòa trộn đây? Thì các bạn biết công cụ đây là gì rồi chứ? Đây công cụ Arab Tool, công cụ hút màu. Mình kích vô chỗ nào thì nó sẽ màu foreground của nó sẽ hút thành màu đó. Đó, thấy chưa? Bây giờ mình quay lại công cụ brush đúng không? Mình giữ phím Alt, mình kích vô đây nó cũng hút màu. Bạn thấy chưa? Sau đó mình sẽ giảm opacity trên đây lại. À, giảm xuống. Thay vì mình kích trên đây,
mình giữ phím phía trên bên tay trái nha, bằng phím trên các chữ cái á, mình bấm ví dụ mình muốn 30% đúng không, bấm số 3 là 30% mình tô đó, mình dám nhớ nha, nhớ ra hơn đấy còn 0% nó sẽ hỗ trợ tô, nó sẽ hỗ trợ lại, bạn thấy chưa? Thì hai bức ảnh sẽ mình làm như thế này, hai bức ảnh nó giống như nó hòa trộn lại với nhau, thì các bạn sẽ không thấy nó giống như là mặt nạ đúng không? Tương tự như thế, mình sẽ cho hai cái để hòa trộn lại với nhau. Tô lên đó, mình giữ phím Alt phía bên trái nha, nó sẽ ra công cụ hút màu Alt bên trái đó. Đó là những cái mẹo mình làm nhanh. Rồi bây giờ mình sẽ tạo mặt trời thì sao? Giảm opacity còn 20%. Thì các bạn đây, mình nhìn bên đây, mình thấy cái mặt trời không? Thì các bạn vô chữ filter render lens flare. Đó, mặt trời thấy chưa? Đến đây. Giảm xuống một tí. Ok. Đó, các bạn thấy mặt trời chưa? Đó, một bên là biển, một bên là sa mạc. Đó, đây là các bước hoàn thành bài tập giống như bên đây. Các bạn hãy thực hành theo giống như thế này nhé.